hai năm nay được hai trái thanh long. Nhưng mà cây này nó vàng khè, nắng quá, một mớ thì úng, một mớ thì không có được đẹp, cháy cháy. Nhưng mà không sao hết, được Nó hai trái thanh ra long, quá trời mà nó không lại, nó còn cái bông nữa được hai trái thanh long. đậu trong cái bông nữa. Ủa mình cắt cái bông này Đây còn cái bông nữa nè, hôm bữa là quá trời bông luôn, rụng, trời nắng quá nó sốc nó chịu không nổi. Giống như trên này nè, đó nó khô bông luôn, chỉ có hai trái đó sống nè. Nhưng một cái này, cái bông này không biết làm sao, thấy nó vàng dễ sợ, nắng quá nóng quá mà gần cái trăm độ hả? Mấy bữa nay không qua đây nào, quay cắt được rồi, em bấm luôn rồi, quay đâu? bên này nè, mới thấy cắt được bên đó rồi, thấy thân cây thì cũng lét rồi, cũng ra ráng ra cho hai mình hai trái nhí bằng nắm tay. Nó có bông nhiều lắm hả? Rồi không thấy đường ơi. Thôi Gai qua không đây à? đi lẹ. Rồi. Dốc quá. Té luôn. Để cắt đây. Cắt đây. Tha đây rồi thấy. Nó còn đang đậu cái bông nữa kìa. Nó đậu nó rụng, nó đậu nó rụng ngoài. Khó cắt quá, sợ sợ gai nó chơi mình quá. Hôm qua nó quét em cái chân cái máu rồi. Hôm qua lúc em ngắm nó Phải không? đứng vô một đường cái đùi á, xong lấy mấy cái thùng phân ra là xong, cái cũng bự á. Đây. Cái gì vậy? Bự gì? Chút xíu bằng nắm Em tay. thấy trái kia bự kìa. Rồi, cắt cho Thiên Long Ủa, trái thanh long đỏ vậy là chín hả? Rồi đó giờ ngoài chợ mình ăn mình đâu biết nó cắt rồi lúc nào đâu ba. Ngoài chợ nó cắt mà hồng rồi em đâu có Mấy năm trước bà cũng ăn được một lần hay lần mà. nhưng mà em cắt nó hờm hờm nó không có đỏ giống này đâu. Thấy không? Lúc đó hơi hờm hờm. Trái này Ngon đỏ ngọt. Cái bên nhà cái lụ đây, trái này bự hơn. trái này đẹp hơn chút. Còn cái bông đằng kia mới có đậu được không nè, hai trái cho Thiên Long nè. đâu đây chút chờ em chút nha. Quay qua mặt em làm gì cha, không có quen dùng máy. Phải canh trời sáng cắt á, hôm qua định cắt rồi nhưng mà tới trưa chiều nóng quá trái anh không biết là hôm qua 110 mấy độ anh cắt trái thanh cả tuần long. này thôi vô. Giờ này sáng sớm mà mới đứng đây là mà không nhiễu rồi nè, Trời ông làm thấy ghê không? thiệt mà trời. Người nông dân người ta ở ngoài ruộng suốt ngày. Ruộng gì ngày nắng giống như là Thì ngoài không ruộng cũng mát. nắng vậy anh. Thôi vào thôi, thấy không, Em muốn ăn muốn ăn thì cắt trái chịu, không ăn trái hơn. Chắc là đẹp không? Ủa mà thanh long trắng cũng vậy thôi, có gì đâu khác. Ủa bà chưa ngắt clip hả? Hả? Tự nhiên vô đây thấy cắt quay tiếp hai trái thanh long. Vậy ngừng đi, lấy dao cắt luôn đi. Ủa sao được chụp hình mà em cứ quay ngược cái mặt em ngoài? Rồi, chụp hình rồi. Hình như nó chín rồi hả? Chín rồi. Hay là nắng, chắc nóng quá nó mềm. Bây giờ là 2022 tháng 9 ngày 9 9 giờ 8 giờ 55 là 9 giờ. Ăn thanh long chín thử coi làm sao. Cuốn. Rồi. Hử? Xong. Nắng quá chín rồi. Ngon. Cái nhỏ không biết ngon không? Ha. Sớm sớm hơi lòng. Sớm sớm được. Cái miếng này nó hơi ngon ngọt không? Ngọt. Ngọt hơn chợ. Dĩ nhiên là chín cây mà nói vậy trời.
ăn nặng nhất rồi. Không có mùi này có mùi không? Tôi biết mà, chín đầu chín cây khác chút. Bởi người ta đi đường người ta thấy mấy cái nhà nông trồng người ta hay mua này. Đồ chín cây. Còn đồ ngoài chợ lạ. Uống thêm miếng nữa đi. Ngon quá. Uống thêm miếng nữa. Đã không cho này là vậy lấy vàng. Còn trái cho này đi học vàng. Năm nay được đúng 2 trái. Bữa nó ra tới mấy chục bông. Trồng trồng bao nhiêu năm mà trời, cái chục năm chưa. Có đâu, mấy năm trước cũng ăn mà. Nhưng mà ít, cái này ăn được cái vài trái thôi. Mình trồng dở. Mình đâu có bón phân đâu gì đâu. Chỉ xách vào nước mình cho nó xịt xịt chút. Bên chung có ăn là mai, tại người ta trồng dở không. Đấy, nhiều người trồng thấy mê. Về bên nhà kia tôi quen rồi, chú cũng trồng rụng hết không có trái nào để ăn luôn. Yeah. Năm nay không có trái nào để ăn luôn. Trồng khỏe không? Qua hỏi tôi. Hơn không chú? Mình được 2 trái là mình hên lắm rồi. Nhiều người trồng giỏi em thấy trái đậu thấy mê luôn. Muốn không? Đi Việt Nam đi vô mấy cái nông trại của người ta trồng á. Rồi vô trồng làm việc cho người ta chừng nửa năm về là trồng bảo đảm luôn. Thôi. Chất lượng cao. Tại vì mình quăng thí nó mà không có muốn biển thôi. Cái này là trồng trang thiệt ha. Chứ nói vậy mà muốn nó là mình phải nghiên cứu nó là nó sống chắc mà. Rồi. Về khí hậu đây cũng khắc nghiệt quá. Lúc nóng lúc lạnh. Ở Mỹ trồng thanh long được rồi còn muốn gì nữa cha. Anh. Hả? Cho cái thời gian không? Cho chứ. Rồi làm thêm miếng nữa đi. Rồi. Tôi ăn miếng thôi. Hôm qua nó ngồi nó gỡ hộp dưa hấu á, không biết cái hộp này nó ngồi nó gỡ không. Hôm qua em cái dưa hấu nó ngồi thọt thọt cái hộp luôn. Lát nữa nó khỏi ăn nó ngồi nó gỡ hộp. À. Trời ơi là trời. Hồi nhỏ mình không biết cái hộp này với ly cái gì đó. Hộp é hả? Tưởng nó lấy hộp này thành hộp é. Tưởng hộp thanh long là hộp é hả? Ừ. Ủa. Hộp é là biết cây gì không? Nụ quế lớn không biết, người nhỏ nhìn nó đen đen hầu giống nhau. Nhỏ xíu. Nó này là hộp é. Trời ơi, cắt xong vô nhà ngồi mà mồ hôi tôi nhiễu. Cái gì vậy? Mới sáng sớm mà. Đây nè. Ướt hết luôn nè. Thôi, bữa nay nó còn một ngày nữa, nóng nó không có giỡn đâu. Có cây gì cắt vô, chưa bưng cây nữa. Một ngày nữa nóng, bữa nay là ngày nóng hơn ngày hôm qua luôn. Thành quả của một tuần tưới nước một lần. Một năm ăn được 2 trái thanh long. Nhưng mà nó cũng đâu tốn nhiều đâu, sạch sơ sơ rồi. Ăn coi bao nhiêu phút? Đừng quá 10 luôn. Trời, nó nhảm dễ sợ luôn. Đừng quá 10. 8 phút rồi. Thôi, lại cắt. Ngon quá. Lo sen đá của bà rồi. Còn nó cái rà trái giống thanh long nó ăn được không? Hả? Có chứ. Sen đá làm gì có trái mà ăn. Có. Có xương rồng có trái mà tôi ghét ăn, nó ăn thử rồi. Hột quá. Nhớ là xưa mình ở cái nhà kia không? Nhà đằng sau của mình á. Hai cái cây bự không biết mấy chục năm thiên nhiên luôn. Sao Quỳnh nó cũng có trái nữa mẹ, quên quay. Kìa, Quỳnh có trái ngoài có kìa. Nó có giống thanh long không? Thấy không biết. Nói cái trái đó đó là để lấy hột trong á. Người ta bẻ ra người ta lấy cái hột đó người ta ươm á. Ồ, em tưởng ăn được. Nhưng mà mình đâu ươm làm gì. Không, em tưởng ăn được giống thanh long. Còn này đó qua Quỳnh đỏ luôn á. Bye bye. Ăn đi ăn ngọt. Rồi, để tôi ăn. Bye.